cô hồn, mang theo những thứ này bên người, không chỉ xua đuổi vong hồn, mà còn gia tăng vận may cho bạn. Đối với rất nhiều người, tháng cô hồn là tháng rất xui xẻo, cần cúng kiến, ăn chay và làm nhiều việc thiện để mang phúc lộc vào nhà và tránh vận xui đeo bám. Với nhiều người, tục cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch từ lâu đã được xem như là một hoạt động tâm linh. Vào ngày này, người ta thường tìm mọi cách để tránh những điều xui xẻo có thể xảy ra với gia đình và người thân. Chính vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn những cách mà người xưa cho rằng khi đem theo những thứ này bên người sẽ giúp bạn tránh được những điều xui rủi, đem lại nhiều may mắn trong tháng cô hồn. Tỏi. Không chỉ vào những ngày xui xẻo của tháng 7 âm lịch, các cụ xưa mới khuyên con cháu nên mang theo tỏi bên người để trừ tà ma, mà ngay cả những ngày thường, các cụ vẫn thường hay bảo con cháu có đi đâu xa cũng nên mang thêm bên mình một củ tỏi để đảm bảo không bị ai quấy phá. Theo quan niệm dân gian, tỏi là thứ có thể xua đuổi những nguồn năng lượng xấu. Do đó, vào tháng cô hồn, nhiều người thường mang theo tỏi bên mình như một vật trừ tà. Đây là thứ phổ biến, được sử dụng cho cả người lớn và trẻ em vì dễ kiếm và rẻ tiền. Cách trừ tà ma này cũng vô cùng hiệu quả luôn nhé, vì mùi hăng của tỏi được xem là có thể xua đuổi những điều không tốt trong cuộc sống và mang đến bình an, may mắn cho người mang theo thứ này bên mình. Do đó, tháng 7 âm lịch này, các bạn nên thủ sẵn trong người một ít tỏi nhé, vì nó không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa đó. Bột tẩy uế. Bột tẩy uế, hay còn được nhiều người gọi là bột trừ tà, được chế tạo từ một số loại thảo dược như lá, cành, vỏ và rễ của cây bồ đề. Sau đó, các loại nguyên liệu này sẽ được xay nhuyễn và trộn lại với một số thứ khác được làm từ trầm hương, nhờ đó mà bột có mùi thơm rất đặc trưng. Người xưa tin rằng các thành phần trong bột sẽ giúp chúng ta xua tan uế khí, mang lại nhiều may mắn cho bản thân. Bên cạnh đó, người ta còn dùng bột tẩy uế để rắc xung quanh nhà vào ngày cuối cùng của tháng cô hồn để tiễn các vong linh về lại cõi âm. Nếu không muốn bị vận đen đeo bám tháng 7 âm lịch, bạn cũng nên làm điều này cho gia đình được bình an nhé. Đậu xanh. Sở dĩ tháng 7 âm lịch nên mang đậu xanh bên mình là vì dân gian lưu truyền rằng đậu xanh là thứ mà các vị thần dùng để ăn, uống. Vì thế, khi các vong hồn xấu nhìn thấy nó sẽ từ bỏ đi. Mỗi khi đi xa, đi đêm hay đám tang, tốt nhất bạn nên mang theo vài hạt đậu xanh bên người, đặc biệt là trẻ em. Nếu đặt ở đầu giường một ít đậu xanh sẽ giúp chúng ngủ ngon hơn, không bị giật mình giữa khuya. Muối. Muối vốn được xem là thứ có thể xua đuổi tà ma rất hiệu quả. Mang theo ít muối bên mình thì tâm an, vạn sự an luôn các bạn ạ. Trong quan niệm của người xưa, muối là một trong những thứ giúp con người đuổi vong hiệu quả nhất, bởi vì nó có tính chất sạch sẽ nên thường được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa ngày xưa. Do đó, vào tháng cô hồn, bạn nên mang theo một ít muối trong người để tránh gặp điều xui xẻo và thu hút vận may.